Chào đón quý vị và các bạn quay trở lại với Hát Câu Chuyện Tình. Bây giờ thì tôi nghĩ rằng còn một cái tình nữa mình ta chưa kể đến, đó tình cha, đúng không? Ai sẽ kể? Tôi đây. Đúng tôi rồi. Trung Dân, bây giờ thì bạn kể câu chuyện như thế nào nè? Có một cái nhân vật mà trong giới showbiz ai cũng biết. Trời phú cho anh ta có một cái giọng ca rất là hay. Ca sĩ. Anh ta có thể viết nhạc. Và tôi có nghe một số người nói là anh ta cũng biết ngoại ngữ. Được mệnh danh là ông Hoàng. Thôi, nói đại giới thiệu. Ông Hoàng Nhạc Sến Ngọc Sơn. Tưởng ai. Tấm thân nhỏ bé xin kính chào đại gia đình Hát Câu Chuyện Tình. Dạ em chào anh Trung Dân, chào bạn Duy Linh, xin kính chào các anh chị em nghệ sĩ dấu yêu. Rồi, xin mời, bước lên đây, bước lên đây. Mời bạn ơi. Rồi. Ơi, tưởng ai? Thì ra anh bạn thân của tôi. Hồi xưa học trong trường là chúng ta biết nhau quá nhiều. Trời ơi, Ngọc Sơn, mẹ ở Hải Phòng, ba ở Đà Nẵng, tập kết và về sống ở Bạc Liêu. Ha. Những bài hát về mẹ cũng tuyệt vời lắm. Nhưng cái điều quan trọng thế nè, Ngọc Sơn đã sáng tác bài về cha. Bài tình cha. Cực kỳ hay luôn. Bây giờ ta nói về tình yêu thương của cha đối với Ngọc Sơn đi. Khi hồi nhỏ tự nhiên cái người ngộ, tự nhiên nghe, sống ra trong cái thời bom đạn mà, nhà đi sơ tán liên tục. Thì Ngọc Sơn cứ nghe người khóc, người kia khóc. Mà Ngọc Sơn lo cha mẹ mình còn xíu, một chút xíu mình đã có một cái khái niệm rồi. Trời ơi, cha mẹ có chuyện gì không? Cứ khóc cứ lo gì đó, người run bần bật. Đến 75 giải phóng rồi, theo cha vào Nam. Rồi ở đầu tiên là ở quê, thì giữa đêm gió lạnh á, thì cha có cái áo dài măng tô đó, thì ở dưới biển mà Tam Hải, thì cha choàng cho hai chị em ngủ co ro, cái mình Ngọc Sơn ngồi nằm khóc. Cha không biết cha có bị lạnh đâu, lo lắm, nó chả một chút rồi cha mình bị lạnh thì sao? Thì rồi bệnh thì cha suốt đêm đứng quạt cho mình. Thì sau đó cha mẹ vào thì nghe nói là được phân công, coi như là tổ chức cho những cái nhà giáo đi. Ba là hiệu trưởng trường sinh viên miền Nam, mẹ là giáo viên ở Hải Phòng. Thì cha mẹ dời vào tận Bạc Liêu để công tác. Thì ba đã tận Bạc Liêu ở, thì Ngọc Sơn ở năm 77, 87 thì lên đó, học trường nghệ thuật sân khấu đó. Thì lúc nào Ngọc Sơn không nguôi cái tấm lòng là cứ lo chỗ nhỡ ra lâu lâu nghĩ đó. Chợ nhớ cha mẹ có chuyện gì sao? Tại vì nhìn Ngọc Sơn nhìn thấy nhiều mảnh đời cơ hàng lắm. Từ những cha, mất cha mất mẹ, rồi không cha không mẹ, Ngọc Sơn thương lắm. Tất cả những bài tình yêu đôi lứa Ngọc Sơn viết rất nhiều. Ngọc Sơn hỏi ý kiến, ê bạn ơi, mình hát câu này hay không? Ngọc Sơn hỏi đại gia đình thích cái gì thì Ngọc Sơn hát theo kiểu đó. Nhưng riêng về cha mẹ, Ngọc Sơn không có hỏi ai. Đi khi Ngọc Sơn hát viết xong đó là những cảm xúc dâng trào trong lòng. Thì Ngọc Sơn sáng tác bằng lòng mẹ. Và rồi với cái tình cảm chân thành đó thì sáng tác tiếp tục với tình cha. Tình cha là sáng tác ở Nghệ An năm 97. Năm 97, ba anh em Ngọc Sơn, Ngọc Hải, Ngọc Hà là đi hát tại Nghệ An. Thì Ngọc Sơn tình cha ấm áp như vầng thái dương. Thì Ngọc Sơn hát cái người, cái khu Ngọc Sơn đi mỗi nơi thì có tình cảm riêng ở đó. Nhưng mà tại sao Sơn không? Lại nghĩ ra lại là sáng tác riêng cho cha một bài hát đó? Thì cái điều gì mà vấn đề là lúc đó nào cũng thương cha thương mẹ, nhưng để viết ra những nốt nhạc là một chuyện khác. Người ta có đồng cảm với mình hay không? Chứ đôi khi nó khó lắm về cha về mẹ, nhưng mà chính những cái cảm xúc nung nấu từ khi sáng tác lòng mẹ thì lúc nào cũng thương cha thương mẹ, và con dành trọn cái thời gian, cái tư duy trí não của mình đó, trí óc của mình để mà viết về gì đó để dâng tặng cho cha nữa. Ngọc Sơn trở thành một ca sĩ nổi tiếng, một người đã trưởng thành rồi, có lúc mình làm sai rồi ba Ngọc Sơn, ông bác rầy la Ngọc Sơn. Ngọc Sơn bây giờ có nhớ những cái kỷ niệm đó không? Dạ em thưa anh Trung Dân, thưa cả nhà là Ngọc Sơn ngoan lắm, chưa có được rầy bao giờ hết á. Cha chỉ nhắc nhở thôi, mẹ thì lúc nào cũng thương, chứ bây giờ mẹ la. Mà trong cuộc đời Ngọc Sơn thì Ngọc Sơn thương đại gia đình, mà Ngọc Sơn học chữ nhẫn quen rồi, học cho dạy cho các em học trò, mình học mình nhẹ nhàng, nhường nhịn, nhẫn nại nên người, cho nên là Ngọc Sơn chơi ai cũng thương Ngọc Sơn hết á. Cha mà chưa, mẹ hơi phật lòng bây giờ cũng vậy, cũng quỳ xin lỗi mẹ. Có bao giờ Sơn thấy cha mình khóc vì mình chưa? Cha thì tính cha thì cũng không có nhiều nước mắt lắm. Cha âm thầm mà suốt đêm giống như là ngồi trong đèn mà viết những cái ký sự, những cái này làm muốn tốt cho con, và viết những vần thơ rồi đưa cho con coi. Ba cũng là một nhà thơ luôn mà.
Mỗi lần Sơn bệnh là ba có ngồi suốt đêm quạt rất là hay, mà khi mình thức dậy thấy cha, ủa sao còn quạt vậy? Rồi những cái kỷ niệm mà con thương lắm. Cái ngày mà Ngọc Sơn đi diễn rồi có được cái đồng lương đầu tiên, Ngọc Sơn mang cái tiền đó về đưa cho mẹ hay là cho ba? Anh nói thật với anh là đưa cho mẹ. Tại mẹ là quán xuyến hết, ba cũng là tâm hồn nghệ sĩ, là một nhà thơ, thì nói thật trong gia đình ba cái gì cũng giao phó cho mẹ hết. Ngọc Sơn ơi, chị hỏi một cái câu này mà chị nghĩ là khán giả đại gia đình của em cũng rất là thắc mắc. Chị biết em năm em 17, 18 tuổi thôi, và chị cũng biết là em là một người không chỉ hát hay, tài hoa mà em cũng đào hoa lắm. Tại sao cho đến năm nay em vẫn phòng không lẻ bóng? Trời ơi chị ơi, câu này nó dữ dội quá. Có gì đâu dữ dội, nói thiệt đi. Nói thật là chị là em rất khó trả lời, cái này là có duyên mình thôi. Nói chung là Ngọc Sơn đến với đại gia đình cũng là một cái duyên. Rồi người yêu hay là vợ cũng có duyên chứ, tự nhiên mình tìm người này, người kia, rồi nhỡ ra có gì chia tay thì buồn hơn nữa, đúng không? Nó còn tô điểm thêm cái bài hát của mình nó buồn. Nói thật em cũng muốn có một người yêu, nếu thực sự có người vợ đi, cũng như bao nhiêu người khác, thì anh chị này cho đại gia đình vui, sinh con đẻ cái cho vui. Nhưng mà giờ thưa chị là duyên nó chưa tới với em. Anh Sơn ơi, tại vì hôm nay nãy giờ là em đang suy nghĩ là anh quá sức tuyệt vời trong 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 cái suy nghĩ của Cát Tường. Vậy thì những cái điều đó có cái tính cách nào mà anh được thừa hưởng bởi ba của anh không? Hai cái thừa hưởng của ba mẹ, nguyên cái dòng nội á của Ngọc Sơn là đờn ca, rất là thích văn nghệ. Chú là Hoài Bông, cũng là nhà giáo luôn, rồi cũng là cô Tuyết, rồi cũng đàn sáng tác rồi này nọ, thơ dữ lắm, bay bổng lắm. Ba cũng vậy, tâm hồn bay bổng, đến khi mà ba ra đi ba vẫn cười nữa, mà ba còn cười đùa giỡn dữ lắm. Trước ngày đi rồi mà Ngọc Sơn đang ngồi truyền nước biển cho ba rồi, được ba đi hôm nào không tin là ba đã đi. Nhưng thật sự người ba cha mình cũng như người thân thiết bạn thân với mình là Sơn hay đờn nói chuyện với ba lắm. Còn mẹ là sao? Mẹ truyền cho Ngọc Sơn một nghị lực, một sức khỏe. Hồi đó nuôi con ăn học khó lắm, cả nhà nói đó, nội nuôi con là đủ rồi, chị là bác sĩ, Ngọc Hà là một nhà doanh nghiệp đó, thì gia đình thành công, chị định cư bên Mỹ, riêng Ngọc Sơn là tấm thân nhỏ bé của đại gia đình. Ngọc Sơn chẳng biết ghét ai, mặc cho họ có nói sai ít nhiều, Ngọc Sơn sống chỉ biết yêu, nhẹ nhàng nhường nhịn trăm chiều cũng vui. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với một tác phẩm về cha của ca sĩ nhạc sĩ Ngọc Sơn. Và chả sẽ nói này
hãy nhớ lời cha sống cho nên người và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách rách sao cho thơm, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già rồi yêu, cha dễ yêu, con cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Con còn nhớ mãi những năm tháng cơ hàng cơ khổ, cha đã nuôi con khôn lớn. Có những đêm gió lạnh, cha sưởi ấm con trong vòng tay yêu thương. Cha dạy con biết ba điều, giờ đây con đã lớn khôn. Tình cha nghĩa mẹ suốt đời con không bao giờ quên. Còn nhớ những ngày ấy, những đêm trường giá lạnh, và cha nằm ôm con dưới ấm những cành dài, nhẹ nhàng hôn con. Và cha khẽ nói, này con yêu ơi, con hãy nhớ. Hãy nhớ lời cha sống cho nên người, và con ơi chớ bao giờ dối gian. Nghèo thì cho sách rách sao cho thơ, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha ơi cha già dấu yêu, những lời của cha năm xưa con nguyện ghi sâu trong tim. Cha tình yêu thương của cha mẹ đối với Ngọc Sơn thì không gì sánh bằng cả. Và đặc biệt tôi biết chắc chắn rằng chỉ có âm nhạc mới làm Sơn gọi là sống đúng với mình thôi. Và âm nhạc luôn luôn là nguồn sống của cậu ấy. Rồi, chúc Ngọc Sơn và đại gia đình thật nhiều sức khỏe. Chào bạn. Rồi, xin chào. Chúng ta vừa trải qua những câu chuyện tình rất là xúc động thưa quý vị. Bây giờ tôi xin hỏi 5 người nghệ sĩ quen thuộc của tôi. Mọi người bình chọn ra một tiết mục nào cảm xúc nhất. Hôm nay thì chúng tôi đã thấy một người thanh niên đi tìm mẹ suốt 10 năm. Câu chuyện của bạn ấy đã làm chúng tôi rất là xúc động. Và chúng tôi đã cùng nhau đồng ý để chọn bạn Randy để chúng tôi trao cái biểu tượng của chương trình. Nhưng các bạn, chúng tôi sẽ không chỉ trao cho một, mà sẽ có một nhân vật nữa. Nhân vật đã làm chúng tôi bồi hồi, chúng tôi sôi nổi. Một nhân vật vừa gần gũi mà vừa quý mến của chúng ta. Đó là ca sĩ Ngọc Sơn. Đặc biệt ngày hôm nay là có mẹ của Ngọc Sơn. Trong cũng mời cô lên sân khấu luôn ạ. Hôm nay có hai chiếc cúp này. Chiếc cúp đầu tiên tôi nghĩ rằng Randy rất là xứng đáng để nhận nó. Và hy vọng rằng chiếc cúp này cũng sẽ giúp bạn có thêm động lực để tìm được người mẹ thân yêu của mình. Chúc mừng bạn. Và chiếc cúp thứ hai dành cho bạn Ngọc Sơn. Bạn muốn nói gì với mẹ trong ngày hôm nay? Anh ba thương em lắm. Randy, em không có cái dịp để biết cha mẹ mình, và nhưng Ngọc Sơn và có may mắn hơn tất cả rất là nhiều trong cái cuộc sống này đó. Không có gì bằng cái tình mẹ mà thương con. Con xin dâng lên cho mẹ cảm ơn đại gia đình đã dành tình cảm cho Ngọc Sơn.
Cảm ơn tình cảm của Ngọc Sơn với mẹ, và mong rằng một ngày nào đó Randy cũng sẽ dâng tặng mẹ món quà nào đó nhân ngày gặp mặt. Cảm ơn những em nghệ sĩ đã tham gia chương trình. Cảm ơn tất cả quý vị và các bạn qua theo dõi chương trình Hát Câu Chuyện Tình quý vị nha. Hãy đến với chúng tôi để chia sẻ những cảm nhận đó. Hãy đến với tôi để chia sẻ tất cả những tình yêu thương trong cuộc sống này. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 20:30 thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV7 đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh. Xin chào. Hát Câu